Sơn Đông Đất Việt tập 148, Trần Dung Cao Tổ. Vù, rắc, vù, cạch, hi hi hi. Sứ Ư Tứ phường Bắc Nhục quân mệnh, khá vị sĩ hỉ, hi hi hi. Dịch nghĩa là kẻ đi sứ bốn phương không làm nhục mệnh vua, được như thế mới gọi là kẻ sĩ. Ha ha, có khí phách, có khí phách, hi hi hi. Sứ Ư Tứ phương Bắc năng truyền đối, tùy đà diệt hề vĩ gì, chà, hi hi hi. À, sợ biết rồi, câu này có nghĩa là đi sứ bốn phương, tự mình không có tài ứng đối thì học nhiều mà làm gì. Ha ha ha, hay, dịch rất hay. Ha ha, tí lại khen sử nữa kìa, hi hi, mắc cỡ ghê. Hừ, bọn trẻ An Nam này mới thấy tuổi đầu đã thông tuệ thế, chả trách chủ nhân lo lắng. Hừ, vèo vèo. Ê, hả? Ói, chết lỗ rồi. Hai người kỳ quá đó nha, phù, hết hồn. Người ta được khen tới mấy lần mà sao hai người hổng vui gì hết vậy? Hừ, liên quan gì tới tụi này chứ? Đúng đó, độ vô tình. Đủ rồi nha, hả? Đầy bực lắm rồi đó. Chán, chán gì con giá. Trời, sao mẹ tự nhiên lại nổi điên vậy? Hai người đó đối qua đối lại, dịch này dịch nọ, bộ không thấy chán sao? Chỉ có thế mà cũng nổi cáu. Hứ, lúc nào cũng làm như mình hay chữ lắm vậy. Còn mày nữa, nên đâm vừa thôi. Cái gì? Hừ, đâm nào vậy? Á, đau quá. Thị xử chứ ai. Rầm. Hừ, suốt ngày kiếm chuyện, khen xử hoài. Ờ, tí làm thế là để động viên người tài thôi mà. Đúng đấy, nhưng mày cũng phải biết điều một chút chứ. Nói vậy là sao? Ý là mày cũng phải để dành cơ hội cho tụi này với. Hừ, vậy mới gọi là bạn bè chứ. Hê hê, hiểu rồi hiểu rồi. Thôi bớt giận, bớt giận. Hứ. À, hay là bây giờ tụi mình chơi đố vui đi. Hê hê, hai người sẽ có cơ hội khen xỉu đó. Ờ ha, chơi liền. Hừ, lại mờ ám chuyện gì nữa đây. Trò đố vui này hay đó. Phải phải. Hừ, chơi hồi mà. Để tao hy sinh đố trước cho. Cái gì? Mày hy sinh à? Trời, chúng không những thông tuệ mà còn dũng cảm nữa. Chà, nếu khử chúng thì cũng tiếc. À, có cách rồi. Véo vù. Nè, mày có cần hét to thế không? Đúng đó, nói vừa đủ nghe thôi. Hứ, ai thèm sự hy sinh của mày chứ? Không thèm cái gì? Không, vậy cho mày đố trước đó. Hả? Hè hè, biết điều lắm. Nghe cho kỹ câu đố nè nha. Con gì cái đầu giống mèo, chân giống mèo, tai cũng giống mèo, nhưng không phải con mèo. Ha ha ha. Ý trời, ha ha, khó quá chứ gì. Hi hi, ở đây có ai không biết không vậy? Câu đố ngớ ngẩn vậy mà cũng bị đặt đem ra đố sao? Ủa, mọi người đoán được rồi hả? Ha ha, cỡ tao còn đoán ra nữa là đó là con của con mèo chứ gì. Ồ, đúng rồi. Ha ha, xử thật là thông minh quá đi. Ủa, cả ba đều đoán trúng, sao mèo chỉ khen có mình xử vậy? Ờ thì tại vì cốt định chứ gì. Hít hít. Ha ha, mày làm ơn đứng qua một bên giùm tao đi. Hứ, không khéo câu đố của mày còn tệ hơn tao. Bây giờ đến được dần đố xử nha. Bà đó bà chết, bà bay lên trời. Hỏi vậy chớ. Bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà lại chết? Cái gì? Đố gì khó vậy? Trời, thằng mập đố siêu quá. He he, sự đoán được mà phải không? Đúng rồi, đã giải được rồi sao? Phải tìm giấy bút để lập phương trình. Cái gì? Phương trình là gì vậy? Rầm. Vì câu hỏi của dần có nhiều ẩn số nên sự phải lập phương trình để giải đó mà. Hả? Phức tạp dữ vậy sao? Giải xong chưa? Phù oạch. Hít bó tay rồi. Chết, vậy làm sao khen xử đây? À, có cách rồi. Xử thường ngày rất thông minh, nhưng hôm nay ngu đột suốt nha. Hả? Hít.
thằng mập, sao mày dám nói sửu như thế hả? Ặc ặc là tao khen sửu mà. Cái gì? Bởi vì câu đố của tao chẳng cần phải lập phương trình gì hết á. Vậy sao? Đáp án là thế này. Bà đó là bò đá hả? Bà bày là bảy bà, tức là bà ấy 73 tuổi và bị bò đá chết đó mà. Ha ha, đơn giản vậy thôi. Hít quê quá, thì ra là đố mẹo. Ha ha, kể ra mày nói cũng đúng. Hừ, hai người có thôi cười hay không? Ha ha ha. Hừ, nếu còn cười nữa thì rầm. Hả? Kinh ói. Sao thắng gấp vậy? Trời, sập cầu rồi, làm sao bây giờ? Hừm, kiểu này phải lội qua sông thôi. Hả? Ướt đồ hết thì sao? Thì sang tới bờ bên kia. Hi hi hi. Kể hết đồ ra phơi là được rồi. Ha ha ha. Hứ, nói chuyện vô duyên. Thật ra dần nói chí phải. Dĩ nhiên rồi, cửa ải phương Bắc không còn bao xa, sáng thì chúng ta tắm mát sạch sẽ thơm tho, nhập chiều cho thêm phần long trọng. Hi hi, vậy còn chờ gì nữa? Ói. Phủ thừa tướng. Sư phụ, sư phụ, có mật thư dò thám biên cương gửi về đây ạ. Ồ thế nè, mau đọc xem mật thư nói gì. Bẩm, mật thư báo đoàn sứ bộ An Nam trên đường sang đây đã bị trộm sạch toàn bộ tư trang. Ồ, luôn có quần áo mặc trên người chứ? Hi hi, đang trần như giọng tiếng vào kinh thành. Ơ, sao sư phụ biết? Ha ha ha. Vậy là sắp có phim hay coi rồi đây. Ha ha ha. Bọn sứ bộ An Nam đó đã sập bẫy của ta rồi. Ha ha ha. Hả? Sư phụ, có giải thích rõ được không hả? Hừ, người đúng là gù lầu khó đào tạo. Người nói xem, nếu mất y phục thì người sẽ làm gì? Dạ thì mua y phục mới. Ha ha, đúng rồi, cho nên bọn sứ An Nam tội nghiệp chỉ còn hai đường thoát thôi. Mà cách nào thì cũng rơi vào cái độc của ta hết. Ha ha ha. Ặc ặc, hiếu được chết liền. Người nói gì thế hả? Ờ thiệt tình là... Sư phụ càng nói còn càng không hiểu gì hết á. Ngu nè, ai cũng hiểu mà sao người không hiểu hả? Sứ bộ An Nam đã bị mất hết trang phục hành lý, đương nhiên chỉ còn hai cách xoay sở mà thôi. Cách gì ạ? Nếu cứ để thiên nhiên như thế vào chầu, sẽ mang tội khi quần, khó tránh bị xử trảm. Còn cách thứ hai thì sao? Hai là chúng phải sắm y phục Bắc Quốc để vào chầu. Ơ, vậy thì sao? Nếu ăn vận như thế, ha ha ha, thì có khác gì? Trước mặt bá hoàng văn võ Bắc Triều và chư thần các nước lân bàn, chúng tự thừa nhận là đã cam tâm thần phục Bắc Quốc ta. Trời, ha ha ha, quả là đại gian xảo. Bùm, người dám chửi ta hả? Dạ con đâu dám. Hề hề, là ai liền khen sư phụ đó chứ? Khen à? Nghĩ lại, người nói cũng đúng, công nhận ta gian xảo chúa. Ha ha ha. Thánh thượng giá lâm. Thùng thùng sen. Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, bình thân. Này vương ái khanh, bẩm có thần. Các đoàn sứ bộ đã đến đủ chưa? Bẩm bệ hạ, thần không biết. Hả? Bẩm, biết mấy chuyện đó làm chi cho mệt óc ạ? Hả? Bây giờ bệ hạ cứ cho sướng danh. Sứ đoàn nào có mặt thì tiếp đón, sứ đoàn nào vắng mặt thì... Hừ. Lập tức đem quân mã thảo phạt. Trời, vậy cũng được sao? Nghe hơi vô lý đó nha. Ờ thì cá lớn kiếm chuyện nuốt cá bé mà. Hừ, có nhanh gọn quyết liệt thì mới chứng tỏ sức mạnh của thiên triều ta chứ. Ồ, thừa tướng dứt khoát thật, quả là nhân tài của đất nước. Ái khanh thừa tướng nói rất có lý. Ha ha, đa tạ thánh thượng khen ngợi. Tổng quản cho truyền. Dạ. Truyền sứ bộ sứ Phù Tang. Chánh sứ Oyamu Goso Akira Takemiko Fujiko Tayuka Ayoma Noyofuzu Toriyama Moto nhập điện. Phủ thần chánh sứ Oyamu. Dừng lại, sứ mộ tổ chứ gì, miễn lễ miễn lễ. He he he. Ủa, chưa thi lễ xong mà. Truyền sứ bộ An Nam Quốc.
chánh sứ Lê Tý và các phó sứ. Truyện sứ bộ Anh Nam Quốc lần thứ hai. Ha ha, chúng không tới kịp rồi. Truyện sứ bộ Anh Nam Quốc lần thứ ba. Có mặt. Hả? Thời trang gì vậy? Sứ bộ Đại Việt xin thỉnh an hoàng thượng. Ha ha, thời trang rừng rú đây mà. Không phải, không phải, là thời trang thiên nhiên mát mẻ. Hừ. Sứ bộ Anh Nam Quốc to gan phạm thượng, dám xét xì giữa thiên triều. Quân đầu, lôi cả đám ra chém hết cho ta. Trời. Bẩm thừa tướng, ngài thật là vô lý. Người dám. Bốn người chúng tôi đều vận y phục hẳn hồi. Sao lại bảo chúng tôi xét xì cả chứ? Đúng đấy. Im miệng. Ói. Cái này mà gọi là y phục à? Vậy chứ gọi là cái gì? Ta nhắc cho ngài nhớ nhé. Đây là trang phục mà khi xưa tổ tiên loài người chúng ta đã từng mặc đấy. Ghi nhớ và học tập truyền thống tổ tiên thì có gì là không đúng? Ngụy biện, thôi đi. Chàng tỷ nói rất hợp ý ta. Ta ơn bệ hạ khen ngợi. Hừ. Là con cháu phải luôn ghi nhớ công đức và học tập những điều hay của tổ tiên mình. Đó cũng là lý do ta cho mời các sứ giả sang đây. Ồ. Gần đây ta đã có một giấc mơ hạnh phúc. Ta mơ thấy đức cao tổ của ta về thăm. Xin chúc mừng bệ hạ. Hứt nịnh bợ. Trước khi chia tay, đức cao tổ đã gửi gắm cho ta một ước nguyện. Người muốn có một bức chân dung thật oai phong để truyền bá hình ảnh của người cho bá tánh. Nhưng ta lại không làm sao thực hiện được. Hu hu hu. Ha ha, tưởng chuyện gì khó lắm. Ủa, ta đang khóc mà ai cười vui vậy? Bệ hạ yên tâm, thần Mô Tô nhất định sẽ giúp ngài. Thật ư? He he, nói không phải khoe nha. Ở đất nước Phù Tàng, thần được mệnh danh là thần họa đấy ạ. Vậy sao? Nếu ai rành về mấy thứ vẽ vời ở xứ Phù Tàng thì sẽ nhận ra ngay tên của thần là do tên của năm super manga ghép lại mà thành. Manga là gì? Chỉ cần bệ hạ mô tả sơ bộ hình dáng đức cao tổ cho thần, đảm bảo trong 7 ngày ngài sẽ có trong tay bức chân dung cái thế để dâng lên cao tổ. He he he. Ha ha, được, được lắm. Chánh sứ Phù Tàng giỏi quá hà. Vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi. Phù chưa chắc đâu nha. Thừa tướng nói vậy nghĩa là sao? Hãy nghe mô tả chân dung cao tổ đi rồi biết. Được. Hì hì, đức cao tổ đẹp trai y như hoàng thượng vậy nè. Nhưng do người đã nhiều lần xông pha nơi chiến trận nên đã bị chột một mắt, mất tay trái và cụt chân phải. Hả? Nhưng đừng nói ta không nhắc nhở các người. Nếu các người vẽ đức cao tổ giống như đời thật thì lập tức trảm vì tội dám bôi nhọ hình ảnh đức cao tổ của hoàng đế. Ha ha, có khó gì đâu chứ. Ta sẽ vẽ cao tổ có đủ mắt, đủ tay và đủ chân. Ha ha, vẽ như vậy cũng chém. Cái gì? Vì người đã phạm tội dối gạt bá tánh. Nhưng cao tổ đều nhiều khiếm khuyết như thế thì làm sao vẽ cho oai phong được? Không cần biết. 7 ngày nữa nếu không có bức họa như ý, ta sẽ chém hết xứ không chừa cái nào. Trời. Bãi triều. Ha ha ha. Tính sao đây? Nghe độ ngươi thông minh lắm mà. Có cao kiến gì không vậy? Ờ, không có. Đừng làm thế mà. Thả ta ra, đừng cản ta. Mau giữ tay ông ta lại. Hừ, trong mọi tình huống hễ còn nước thì còn tát. Tại sao lại vội gây tổn hại cho bản thân mình? Tại ngươi không biết, người xứ Phù Tàng ta nói được là phải làm được. Nếu đã nói mà không làm được thì phải mổ bụng để giữ trọn khí tiết. Sao gan dạ quá vậy? Các người ngăn cản ta chính là hại ta đó. Vĩnh biệt. Rạc. Hít ghê quá, dừng tay. Ta đã có cách, ta đã có cách. Thật sao? Hả? Hít run quá. Người đâu? Trời, chết chắc rồi. Ha ha, mau mở tiệc khào sứ, bức tranh đẹp quá xá. Ha ha ha. Ồ, cao tổ thật oai phong. He he, ta rất hài lòng. Tốt, các người làm tốt lắm. Ha ha, thoát nạn rồi.